Hello, mình vừa mới mua một sản phẩm tên là Easy Filter Power, một sản phẩm của hãng Salichim, một hãng của Đức. Thì bạn cũng có thể thấy ở đây tên chữ viết của nó là tiếng Đức nè, cái hộp này là 60 gram nè. Nó có hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và hướng dẫn bằng tiếng Đức. Phía sau của nó thì có hạn sử dụng tháng 8 2020. Cái này mình không biết được là cái này là chắc sản xuất vào tháng 8 2020. Thì cái này anh em hay gọi nó là bột bột để lọc nước, làm sạch nước. Nó có nhiều nhiều tên gọi tùy theo cái cách gọi của mỗi người, nhưng mà sản phẩm này đầu tiên thì ngày xưa mình biết được là do mình coi những cái clip của anh Tiến ở bên Sài Gòn Gym. Thì anh giới thiệu về cái sản phẩm này. Chính xác mình không biết nên gọi là chế phẩm hay là gì chính xác hơn, nhưng mà cái này thì nó cũng liệt vào có thể gọi là dạng thuốc. Thì theo quan điểm của anh Tiến á, thì chuyện thuốc bạn không nên lạm dụng, không nên lạm dụng thuốc, nhưng mà nên có ở trong nhà, để trong một số trường hợp đặc thù bạn cần để bạn xử lý. Thì đây cũng là một sản phẩm mà theo quan điểm của mình mới mua về, mình chưa dùng thử nữa, nhưng mà theo như cái công dụng họ ghi ở trên bao bì sản phẩm thì mình nghĩ là mọi người nên có. Tại vì cái bột lọc nước này nè, về lý thuyết nhá, theo thông số của hãng đó, thì họ kêu là làm bằng nguyên liệu tự nhiên, nhưng mà vấn đề là mình cũng đắt hiểu nguyên liệu tự nhiên của nó nghĩa là cái gì. Mình thì mình không quan tâm tới nguyên liệu tự nhiên hay là nguyên liệu hóa học hay là nhân tạo hay gì đó, mình miễn sao nó có hiệu quả và nó không ảnh hưởng tới con vật nuôi mà bạn nuôi. Ví dụ như thuốc cho cá thì nó không ảnh hưởng tới cá, thuốc cho tép thì không ảnh hưởng tới tép, thuốc cho ốc thì không ảnh hưởng tới ốc, ví dụ như vậy. Nó có cái công dụng hiệu quả cụ thể đó ra để mình biết. Còn cái chuyện nó ảnh hưởng tới con vật nuôi của bạn hay không thì theo quan điểm của mình là chắc chắn nó sẽ phải có. Nó chẳng liên quan gì tới chuyện bạn dùng nguyên liệu tự nhiên hay không tự nhiên cả, kiểu gì thì nó cũng sẽ ảnh hưởng thôi. Nhưng mà có thể nó ảnh hưởng nhẹ quá, và nó ảnh hưởng nhẹ quá và sức đề kháng của con tép của bạn á, có thể nó khỏe hơn thì nó không không bị ảnh hưởng, không làm chết tép thôi. Chứ mình nghĩ thuốc gì thì nó cũng ảnh hưởng tới 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 những cái con đó thôi cả thôi. Tốt hay xấu thôi, chứ còn ảnh hưởng là mình nghĩ là phải có. Nhưng mà hãng họ kêu là 100% tự nhiên thì mình cũng không biết tự nhiên là cái gì, tại vì họ chỉ nói như vậy thôi, họ không nói thêm. Cho nên mình cũng chịu không hiểu được thật ra ở trong này nó có cái gì. Một số sản phẩm khác của Sadichim á thì họ có ghi sản phẩm cụ thể ở trong đó là cái gì, nhưng mà sản phẩm này thì không. Thì nôm na cái sản phẩm này nè, Easy Filter Power, nó sẽ giúp, công dụng chính nhất của nó là lọc nước. Nó sẽ lọc cho bạn những cái hóa chất độc hại nè, ammonia, thuốc trừ sâu, kháng sinh, rồi kim loại nặng, clo trong nước máy. Thì mình nghĩ là gần như bất cứ cái lượng nước nào, kể cả bạn xài nước RO đi nữa, thì nó cũng sẽ có cơ hội, cũng sẽ có vấn đề là sẽ bị hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu trong nhà nè, ô nhiễm không khí nè. Rồi cái chuyện kim loại nặng thì đơn giản đôi khi thôi. Bạn nuôi một cái bể, bạn dùng mấy cái đầu lọc inox hoặc là gì đó, bạn dùng lọc thùng đấy ha, mình ví dụ bạn dùng lọc thùng, bạn xài mấy cái đầu lọc inox thì đôi khi nó bị hen rỉ rồi nó xịt ra những cái hóa chất đồng hay là sắt địa trọng đó, nước ai biết được. Thì nói chung xác suất bạn nước của bạn nó sẽ bị vấn đề là có. Kiểu gì thì trong thời gian nuôi của bạn cũng phải có, như trường hợp của mình thì thường xuyên luôn, tại vì nhà mình số lượng người mà xịt thuốc diệt muỗi nhiều lắm. Thêm vào đó là mình hút thuốc trong phòng nữa, thế nên cái chuyện nước ở phòng mình nó độc là bình thường. Thì anh Tiến cũng kêu sản phẩm này dùng tốt lắm. Theo như anh Tiến thì anh hay dùng như thế này nè, tức là anh trước khi ví dụ như vậy này, anh sẽ anh cái cách sử dụng của anh Tiến ấy, thì thường là anh sẽ dùng trước khi bỏ tép và bể. Ví dụ như là bạn hôm nay bạn muốn thả tép đúng không? Ví dụ vậy,
thì hôm qua trước một ngày bạn bỏ thuốc này vào để cho nó làm sạch nước. Làm sạch nước là một, hoặc là hàng tháng, hàng tháng thì bạn sẽ cho một ít vào để duy trì. Hoặc là khi mà bạn lấy hết những cái dép cũ ở trong bãi cũ ra, thì khi mà bỏ bỏ lứa dép mới vào thì bạn có thể dùng thuốc này vào đánh một lần nữa để nó sạch hoàn toàn cái hồ, để cho dép mới vào. Hoặc là trong trường hợp mà thuốc dịch gặp hóa chất đó, kiểu như là thuốc dịch muỗi nè, rồi phân bón, bạn nào lỡ châm phân bón hay quá nhiều vào trong bể thì có thể dùng cái thuốc này để mà đánh đánh vào để mà lọc sạch nước lại. Nhưng mà mình thì mình chưa xài, nhưng mà mình góc độ cá nhân của mình á, thì mình không tin tưởng lắm vào cái chuyện con thuốc này nè nó sẽ kịp cứu con tép. Mình nghĩ là không kịp. Tại vì tép á, nó nhạy cảm với nước ghê lắm luôn á. Ví dụ nha, bạn vừa bị tình trạng là có thuốc dịch muỗi, tức là ngay thời điểm bạn xịt luôn á, khoảng chừng nửa tiếng sau bạn phát hiện ra, bạn đổ cái thuốc này vào thì mà vẫn không tin là nó cứu kịp. Mình không tin là cứu kịp. Trừ trường hợp là cái thuốc dịch muỗi nó quá ít và nó không lan tới được phòng quá nhiều thì mình nghĩ có thể được. Chứ còn mà sát cái phòng của bạn mà có người xịt thuốc dịch muỗi thì mình nghĩ không cứu nổi đâu. Mình nghĩ không cứu nổi. Tại vì mình đã từng thay 100% nước, cũng xài được các hóa chất dạng như kiểu Easy Filter, bao quanh nè. Nhưng mà nó cũng chỉ cứu được tép bố, tép mẹ thôi. Chứ còn tép con thì chị không nói. Tép con thì gặp cái trường hợp như thế thì nó sốc hoàn toàn. Mà nó không cách nào nó đủ khỏe để nó có thể chịu đựng được. Mấy con tép bố, tép mẹ thì được. Nhưng mà tép con thì banh. Thế nên mình cũng không quá tự tin vào cái sản phẩm này lắm. Nhưng mà mình nghĩ là cũng nên mua. Tại vì như mình nói đó, phòng mình thì kiểu gì khi nào mình cũng có thuốc rồi, cái gì cũng độc, nó sẽ tích tụ dần 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 xuống nước. Và sau một thời gian nó lại làm độc. Rồi gì đó. Thì đôi khi bể bạn nó sẽ có những cái chất khác mà bạn không kiểm soát được. Đôi khi bạn bỏ cái gì đấy vào và nó tạo ra một số chất gì đó là lạ mà không biết được. Thì nói chung xài thì bạn sẽ tạo cho bạn xài cái này nè, thì bạn sẽ có cái cảm giác an tâm hơn. An tâm hơn thì cũng được, theo nhà mình cũng được. Hoặc là trong trường hợp nào mà nhà bạn bị dính thuốc trừ sâu mà nó nhẹ nhẹ, ít thuốc dịch muỗi nhẹ nhẹ thì bạn cũng có thể điều trị để xử lý. Nói chung theo mình thì cả cả trong trường hợp nó không có hiệu quả rõ rệt thì nó cũng không hại gì cho bể tép của bạn, ít nhất là như thế. Về giá thì một hũ 60 g như vậy nè, bạn mua khoảng 350 ngàn thì theo mình nó cũng không phải là cái gì đó quá xa xỉ. Tại vì ông nào mà nuôi tép và những cái dòng tép lạnh, tép ong thì gọi là mua chai vi sinh, mua chai khoáng không thì cũng 300-400 rồi. Thế nên mua thêm một chai này nó cũng không có gì quá gọi là xa xỉ. Tại vì 60 gram xài cũng lâu lắm. Một bể mỗi lần bạn cho bà chỉ khoảng chừng 1 đến 2 thìa thôi mà. Cái này thì cũng xài chắc phải được. Ví dụ như mỗi tháng bạn đo vào một lần thì mình nghĩ chắc cũng phải xài được cả năm là ít. Mình không biết cái hạn sử dụng của sản phẩm này là bao nhiêu lâu thôi. Mình không biết được hạn sử dụng của sản phẩm này là bao lâu thôi. Nhưng mà cái thời gian sản xuất của nó là 2020. Mà bây giờ 2021 rồi. Thì thông thường sản phẩm này nó sẽ có 3 năm sử dụng, nhưng mà mình không thấy thằng hãng nó ghi gì ở trên thời gian sử dụng của sản phẩm này hết, không hề ghi. Nãy giờ những cái thứ mà thôi thì mình nói á, là thông tin từ những cái trang Việt Nam dịch lại nhé. Còn bây giờ mình sẽ đọc những cái thông tin từ hãng, xem hãng họ nói cái gì. Thì họ nói là Elevita là một sản phẩm tự nhiên, hiệu suất cao, để làm sạch nước của hồ cá. Cái bột này nó ghi rõ ràng cho cá nhé, chứ không phải là quảng cáo cho tép nhé. Cái này là anh em chơi tép mua về thôi, chứ sản phẩm của họ là họ ghi là dành cho cá. Và thậm chí họ ghi là dùng cho ao và hồ cá biển. Cá nước mặn, cá biển này là cá nước mặn đó. Là sản phẩm này họ không, sản phẩm không phải là để làm riêng cho tép, mà anh em xài, người ta làm cho cá và anh em về anh em xài, anh em thấy tốt thì anh em xài cho tép thôi. Đây không phải là sản phẩm chuyên dụng cho tép nhé. Loại bỏ các chất độc hại như đồng, kim loại nặng, hóa chất ammonia, thuốc trừ sâu, dư lượng dược phẩm, clo.
Ok, cái này thì hãng nói giống như là những cái trang Việt Nam nói, không có gì khác biệt. Đóng vai trò như một chất dinh dưỡng thực vật, rễ cây được cung cấp chất dinh dưỡng cho một thời gian dài hơn. Cái câu này thì mình không hiểu lắm, nhưng mà theo như ý nghĩa của nó nói dịch tiếng Việt như thế này thì có vẻ như dùng cái chất này nè, nước của bạn nó sẽ tốt hơn và cái lượng phân nền của bạn á, nó sẽ bền hơn. Tức là theo như hãng họ theo như cái dòng này họ họ viết như vậy thì mình hiểu là ví dụ như phân nền, cái nền của bạn thông thường ví dụ như được nửa năm bạn phải lật đi, nếu bạn dùng cái này nè thì nó sẽ tăng cái thời gian nền của bạn lâu lật hơn. Theo cái câu này ý nghĩa của nó thì mình hiểu là như vậy, nhưng mà không biết đúng hay không nha. Cải thiện độ nhạy sinh học của chất nền và bộ lọc. Câu này nó giống như ý nghĩa câu trên, tức là nó tăng cái thời gian sử dụng của nền lâu hơn, bể lâu lật hơn, rút ngắn thời gian cycle bể. Ok, câu này thì cũng khá giống những cái câu mà mấy trang Việt Nam dịch giới thiệu lại. Tức là nó sẽ giúp bạn cycle bể nhanh hơn, nước sẽ mau sạch hơn. Ok, thì cái này cũng dễ hiểu. Nhưng mà ở đây họ ghi thêm một câu nữa nè: ngăn ngừa bệnh tật và tảo sinh sôi. Có nghĩa là trong này nó có một số chất gì đấy, nó sẽ làm sạch nước và nó làm dịch, nó dịch cả những cái mầm tảo nữa. Mình không chắc được cái này là tốt hay không tốt nhé. Nhưng mà theo lý thuyết thì đôi khi cái mầm tảo nó sinh ra những cái chất vi khuẩn gì đấy không lạ, không có tốt á. Mình không chắc về cái công dụng này của sản phẩm Elifilter Power này là tốt hay không tốt nữa, nhưng mà họ ghi là ngăn ngừa bệnh tật thì ok. Thật ra thì nó rất là dễ hiểu cái câu ngăn ngừa bệnh tật này, tại vì cái nước của bạn nó sạch, nước sạch thì nó sẽ giúp tép ít điều bạn hơn thì dễ hiểu. Nhưng mà không hiểu tại sao họ lại gạch thành một cái đầu dòng để làm gì, nó hơi lằng nhằng. Và ngăn ngừa tảo sinh sôi thì cái câu này mình không hiểu lắm. Rồi câu tiếp theo là họ kêu là loại bỏ vi khuẩn độc hại, các bạn nên nhiễm trùng da, thối vẩy, chữa lành nhanh hơn. Cái câu này thật ra nó cũng tương tự như cái câu làm nước sạch hơn. Thì nước nó sạch hơn, nó sẽ loại bỏ vi khuẩn độc hại, các gây bệnh thì nó cũng sạch hơn tại vì nó mất hết rồi. Thì cũng tương tự như cái câu nước sạch thôi, không khác gì. Giảm căng thẳng và tổn thương cho quá trình vận chuyển tôm cá. Tức là theo như ý nghĩa của cái câu này thì khi mà họ vận chuyển tôm bán hàng cho bạn á, bệnh nhân đi xa thì họ có thể bỏ cái chất này vào trong nước để làm con tép nó ít bị chết hơn. Nó đỡ bị chết, và nó đỡ bị chết yếu đi. Thì cái này thì mình không chắc lắm, mình hiểu đúng cái câu này không, nhưng mà mình cũng đánh giá không cao cái điểm này lắm, tại vì mình không tin là nước sạch hơn mà giúp con tép giảm căng thẳng rồi các kiểu, thì mình thấy nó hơi 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 kỳ, viết hơi kỳ. Rồi bổ sung khoáng chất và nguyên tố vi lượng. Cái câu này thì mình chịu nha, mình không hiểu nó bổ sung khoáng chất có nghĩa là tăng TDS và nguyên tố vi lượng là cái gì nữa. Nó không ghi cụ thể, họ hãng họ không ghi cụ thể, họ chỉ ghi như vậy, nên mình cũng chịu. Nhưng mà cái dòng này thì mình không hiểu lắm, cái dòng bổ sung khoáng chất và nguyên tố vi lượng thì mình không hiểu lắm. Cá nhân mình thì mình không thích bất cứ một sản phẩm gì đấy nó ảnh hưởng tới TDS trong bể, tức là nó có khoáng chất các kiểu. Nó làm mình không kiểm soát được là mình cần chăm bao nhiêu, thêm bao nhiêu khoáng nữa. Mình rất là khó kiểm soát. Nếu mà ví dụ như bỏ cái này vào rồi nó tăng cho mình lên 20 đến 30 TDS đi, bạn không hiểu là nó tăng lên là tăng khoáng hay là tăng cái gì để bạn biết bạn tăng giảm cái khoáng bạn đổ vào, nó hơi khó nha. Thì nhưng mà hãng họ ghi vậy thì mình biết như vậy thôi, mình chưa xài thế mình không chắc chắn. Cải thiện system ăn của cư dân trong bể của bạn à, thì tạm hiểu là có thể là cá tép các kiểu. Và tăng cường màu sắc của chúng. Câu này thì thật ra mình nghĩ nó cũng liên quan tới cái câu là nước sạch thôi. Cái Easy Filter Power thì nó làm nước bạn sạch hơn. Nước sạch hơn thì thường cá nó sẽ khỏe hơn, tép khỏe hơn. Và bọn nó khỏe hơn thì thường tụi nó sẽ ăn khỏe hơn, vậy thôi. Thế nên mình thấy cái câu cải thiện system ăn của nó thì thật ra nó cũng là cái ý về nước thôi. Nhưng mà họ tách ra nên nhìn nó hơi lằng nhằng. Có điều tăng cường màu sắc của chúng thì mình không hiểu lắm, tại vì nếu mà tăng cường màu sắc thì nó sẽ liên quan tới chế độ ăn uống, vitamin rồi gen các kiểu á, chứ mình không nghĩ một cái loại thuốc có thể tăng cường màu sắc thì mình hơi khó hiểu. Mình không chắc được cái này là hãng họ phê lát cho vui hay là nó có thật sự có công hiệu, chắc cái này mình không chắc, nhưng mà họ ghi như vậy. Cải thiện sức sống của cư dân trong bể của bạn, con cái lớn lên khỏe mạnh hơn.
Cái câu này thì cũng easy như cái câu vấn đề liên quan tới chất lượng nước. Nước sạch hơn thì tép khỏe mạnh và tăng tỷ lệ tép con. Thì cái này nó cũng easy như cái câu nước sạch thôi, không khác gì. Cải thiện và độ ổn định của chất lượng nước. Đó, tổng hợp tất cả những cái câu mà nãy giờ họ viết, quá trời viết, thì nó cũng liên quan đến là ổn định chất lượng nước thôi. Khử mùi hôi làm cho nước trong. Ok, hay cái chuyện cái câu khử mùi hôi thì thật ra thì nó cái câu khử mùi hôi thật ra nó giống như là cái câu làm nước sạch á. Nước sạch nó sẽ dịch, giống như là nó có vi sinh, nó sẽ ăn những cái con vi khuẩn xác phân hủy trong nước rồi nó làm tiêu hết mấy cái nó, thì nó sẽ làm nước hết mùi hôi. Thì cái này mình không đánh giá cao ở cái câu này của họ nhé, khử mùi hôi hay là làm nước sạch nhé, là à cho là làm cho nước trong. À, cái sản phẩm này họ có ghi là làm cho nước trong nữa. Cái này thì cái câu này hơi lạ, tại vì nước trong nó không liên quan gì tới nước sạch nhé. Nước trong là bạn sẽ nhìn thấy nó trong hơn. Nhưng mà thật ra cái câu nước trong này nó cũng tương tự như những cái câu mà họ nói ở trên thôi. Tại vì họ đã dịch vi khuẩn mầm tảo các kiểu hết rồi, vi khuẩn gây bệnh các kiểu, thì nước nó sẽ trong thôi. Cho nên cái câu nước trong này thật ra nó cũng ý nghĩa như cái câu mà họ viết ở trên thôi. Không khác gì mấy. Rồi, thì nói chung thì theo hướng dẫn sử dụng của hãng, để điều hòa và làm sạch nước trong quá trình thay nước và để giảm bớt cái vấn đề. Ok, theo như hãng họ nói là chăm sóc hàng tháng thôi, một tháng chỉ dùng một lần. Đó là cho bột vào cốc nước khuấy kỹ và sau đó đổ vào bể. Rồi, đó là cách sử dụng. Đó là quấy tan ở từ bên ngoài, sau đó đổ vào bể. Liều lượng là 0,5 gram cho 40 lít nước. Nôm na là 1 gram cho khoảng 80 lít nước. Trời ơi, ở đây họ ghi công thức hơi lằng nhằng. Hãy sử dụng gấp đôi hoặc gấp ba trong trường hợp bạn cần loại bỏ clo hay là dư lượng dược phẩm. Thì nôm na là theo trong trường hợp bạn thấy bể của bạn bị trúng độc á, bạn hãy tăng gấp đôi liều lượng lên, gấp đôi hoặc gấp ba. Đánh dấu muỗng đo. Đây đây, 1 ml bằng 0,5 gram, 2 ml là 1 gram. Ok, mình hiểu rồi. Muỗng dùng đi kèm. Rồi, mình sẽ khui cho anh em nhìn. Đây. Bạn thấy cái bột này nó giống EC như là cái khoáng 8.5 á. Bensula mà thấy nó giống ghê luôn. Hay là mấy cái muối khoáng đó, nó cũng EC, tại vì nó bột không à. Rồi đây đây. Cái muỗng bạn sẽ thấy nó có chữ mili nè, 1 ml và 2 ml nè. Thì theo hãng họ ghi là 1 ml là 0,5 gram, 2 ml là 1 gram. Có nghĩa là bạn dùng 2 ml này là 1 gram, 1 gram được cho 80 lít nước. Nói chung cứ một thề đầy như vậy thì khoảng mình đoán là khoảng sao cho bạn 100 ml nước là đẹp nè. Cái bể mình bể 60 60 60 á, 60 40 40 á là khoảng 96 lít là 100 lít, thì xài một thề đầy là mình thấy là vừa đẹp nè. Cái cách họ phân thì cũng được, tại vì 2 ml nó ở đây mà nó cái bể cái thề đầy này thì nó cao hơn 2 ml một tí. Thì đó, không khoảng thôi, bạn cũng ăn án thôi, chứ thật ra thì con số nó đâu chính xác đâu, tại vì lúc mà bạn bút thì nó đâu chính xác hoàn toàn được. Chỉ có dùng nước, quên, chỉ có dùng nước á, nước mà dạng muối khoáng á, thì may ra nó mới có hiệu quả, nó mới dễ cân đo thôi, chứ còn dùng bột này thì nó hơi khó chính xác. Mình cũng sẽ nói thêm lý do mà cá nhân mình ban đầu mình không thích thành phẩm này lắm. Thứ nhất á, là thời điểm mà mình coi cái hướng dẫn giới thiệu về sản phẩm này của bên Anh Tiến á, thì ở Việt Nam mình không thấy ai bán hết. Mình search AZ Filter Power thì không thấy một trang nào bán hết, hoặc là có bán thì hết hàng. Và cái vấn đề quan trọng nhất á, là mình đọc hướng dẫn sử dụng của các sản phẩm này nè, mình thấy nó y xì như một sản phẩm tương tự mà anh em nuôi cá hay dùng. Đó là đây, mình sẽ lấy cái vỏ cho anh em nhìn. Stability. Nó không khác con mẹ gì hết cái sản phẩm Stability của System. Mà thấy nó không khác gì nếu mà đọc theo công thức sử dụng như vậy. Có nghĩa là dịch bỏ độc tố ammonia clo, dư lượng thuốc trừ sâu rồi các kiểu làm sạch nước, giảm chết cho cá tép y xì. Mình thấy thà là mình nãy giờ mình ngồi mình đọc lại cái thông tin hướng dẫn của thằng Satishim mình nè, mình nhìn mình thấy không khác gì cái sản phẩm này, không khác gì luôn. Mà chưa kể sản phẩm này nè, nó là dạng nước, nó rất là dễ đổ,
Và giá nó mình thấy easy. Cái chai 500 ml này hình như mình nhớ nó cũng 200, 350 hay sao đó. Mình không nhớ chính xác giá lắm. Nhưng mà mình nhớ nó cũng na ná cái chai bên này. Ừ. Chai này thì nó to đùng. Mà nó đổ dễ sử dụng nữa. Bạn chỉ cần đổ một nắp cho bạn khoảng chừng 100 ml. Ừ. Ý 100 lít nè. Một cái nắp trên như vậy nè. Đổ ra phát là xong. Một đến hai nắp. Ừ. Tùy bạn thấy nó độc hay không độc. Hàng tháng thay nước bạn đổ vào bỏ nước. Mình thấy nó easy. Đó. Mình thấy cái công dụng của cái chai này nó cũng easy. Như cái bột này, mà cái chai này thì mình dùng mình thấy cũng được, cũng có hiệu quả. Ừ. Có giai đoạn mình dùng nước máy mình nuôi tép ong á thì mình vẫn dùng chai này, nhưng mà mình thấy tụi nó vẫn 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 vất vả lắm. Ừ, tép nó vẫn vất vả lắm. Ừ. Tại vì cái kiểu bạn đổ clo nước máy á, mà có clo vào bể thì thời điểm bạn vừa đổ vào bể là tép nó đã bị sốc con mẹ nó rồi, bạn cho cái thuốc này vào nó không kịp cứu. Ừ. Hoạt động đúng nhất á, là bạn đổ nước máy vào trong một cái chậu. Sau đó bạn đổ cái nước stability này nè vào, bạn chạy lọc một ngày, ví dụ vậy. Sau đó bạn mới đổ cái nước đấy vào trong bể tép của bạn thì nó mới có hiệu quả, nó mới kịp. Ừ. Chứ bạn đổ trực tiếp nước máy vào, sau đó bạn cho stability vào thì nó cũng không kịp. Ừ. Đó. Nhưng mà cái chuyện đổ nước máy vào trong một cái hồ, rồi lại từ cái hồ đấy đánh stability một ngày, rồi lại đổ vào bể thì nó lại quá lằng nhằng và mất công đi. Thế nên không ai làm chuyện đấy hết. Ừ. Mình thấy rất phiền. À, cuối cùng thì mình thấy cái stability này nó cũng không hẳn quá hiệu quả. Có vài lần mình nhà mình bị trúng độc á, thì mình cũng thay nước và mình bỏ hai nắp stability vào thì cứu được những con tép bố tép mẹ, nhưng mà cứu được tép con. Ừ. Thế nên mình nghĩ thành phẩm này của Sheet Gym thì mình thấy nó cũng nổi tiếng toàn thế giới rồi, mà mình dài mình thấy nó cũng không hẳn là quá hiệu quả. Thế nên mình cũng không đánh giá cao cái thằng Easy Filter Power này lắm thực sự. Ừ. Đó lý do tại sao mà từ cái thời điểm mà anh Tiến giới thiệu gần một năm rồi đó, bây giờ mình mới đi mua là vì lên như vậy. Tại vì mình cũng không tự tin và chuyện nó tốt. Ừ. Mua thì mua thôi chứ thật ra mình cũng không tự tin là nó tốt. Ừ. Tại vì công dụng của hai thằng này, Stability của Zstream và Elite Filter Power của Sally Gym, mình thấy cũng tương tự. Ừ. Ok, nhưng mà thôi, mình cứ xài thử đi. Rồi, mình sẽ lấy một cái ly. Thì mình sẽ đổ thử vào cái bể solar của mình một bể và bể tép ong một bể. Ngoài bể mình cho một thìa đầy. Ừ. Xem sau xem nó có sự khác biệt gì rõ ràng không? Tại vì thật ra cái chuyện con tép của bạn á nó khỏe hơn hay không á, bạn nhìn rất là dễ. Nếu mà bạn quan sát bể của bạn á, khi mà con tép nó khỏe hơn bạn sẽ biết ngay. Sẽ lấy một cái ly nước ở trong bể tép, lấy trực tiếp ra luôn nhé. Rồi sau đó mình sẽ lấy một thìa, hình như hơi đầy rồi. Ok, 2 ml nè. 2 ml là cho 80 ml nước, thì cái này đầy hơn 2 ml tức là hơn 1 gram á. Thôi mình làm thờ thờ ra tiếp cũng chẳng sao đâu, tại vì hãng họ kêu là bạn xài gấp đôi hoặc gấp ba trong điều kiện mà nó bị ngộ độc á thì nó vẫn đủ, mà nó vẫn được á. Thế nên mình nghĩ chắc cũng chẳng sao đâu. Rồi sau khi mà bạn đổ nó ra đây thì bạn quấy lên. Chà, cái ly của mình nó hơi hơi nhỏ, mình không biết là nó có đủ sức để nó tan hết mấy cái chất đâu. Cho trường hợp mà cái ly nhỏ này nó nhỏ quá, ít nước quá đấy, nó không đủ tan thì hôm sau mình sẽ lấy cái ly to hơn. Tại vì mình hay dùng cái gì mà mình cần quấy ấy, mình hay dùng cái ly nhỏ này nè. Tại vì nó nhỏ thì mình để trong cái góc bàn nó tiện đấy, mình hay dùng thôi. Okay, giờ cái này làm tí mất công nước nó đổ vào. Ok, mình sẽ đổ nó vào bể solar. Thế này mình sẽ bật đèn cái bể solar lên. Sau đó quay cái này sang bể solar. Rồi. Đây. Đây là cái bể solar.
mình sẽ để nó ở góc này nhé. Quay cảnh mà bạn đổ nó vào bể xem như thế nào thôi. Đây là hơn 2 ml, tức là hơn 1 gram, cho bể 80 lít nước. Rồi. Mình sẽ đổ trực tiếp vào bể nhé. Mình cũng không quá chắc chắn về cái chuyện xài cái này ở bể Sula đâu. Tại vì Sula nó có mầm tảo. Mà bây giờ cái chất này thì nó là làm mất mầm tảo. Thì mình không quá hiểu cuối cùng nó sẽ xảy ra tình huống gì nha. Nhưng mà mình cứ cho một thìa cho vui, thử đánh một lần thử sức đầu tiên xem như thế nào đó. Xem như thế nào. À, tạm thì sau khi mà mình đánh xong á, mình nhìn thì mình thấy nó cực kỳ giống cái tình huống mình đánh tảo. Ừ, tảo mà cái đeo tảo trong bể đó, nó cũng ra cái bột y xì như vậy luôn, không khác gì. Ừ, rồi, đánh bể Sula xong thì mình sẽ lấy nước bể tập âm. À, tạm thì mình vẫn cứ để cái camera ở góc này nhé, để cho anh em coi cái cảnh khi mà bạn đổ cái này vào nước và bể thì nó như thế nào. Rồi, bây giờ mình sẽ quấy thêm một thìa nữa để mình đánh nó vào cái bể tép âm của mình. Mình cũng sẽ dùng khoảng 2 gram, à quên, 1 gram, tức là một thìa đầy 2 ml. Nói thiệt là mình rất là không thích xài cái sản phẩm này, tại vì bột nhiều quá, lúc mà bạn lấy bạn đổ rồi tay bạn dính nước rồi bạn đổ vào cái bột này là nó mình thấy nó lằng nhằng và nó dơ. Nó không quá ngon lành như là cái chai Stability của System. Mình thấy System nó làm thành dạng nước hiệu quả hơn. Chứ xài như bọn này nhìn nó mệt mỏi quá. Rồi, mình sẽ tiếp tục quấy cái thề thứ hai. Mình sẽ thử đánh vào 2 bể xem sau 1 ngày, tại vì thực ra cái chất này nó ảnh hưởng rất là nhanh. Những cái chất mà bạn bỏ vào bể sau 1 ngày nó sẽ ảnh hưởng lên luôn. Bạn sẽ thấy rất là nhanh luôn. Thực ra thì bạn quen nhìn bể thì bạn sẽ biết được con tép của bạn nó là khỏe không khỏe. Và khi mà bạn đổ vào bạn sẽ nhìn là bạn thấy là bạn biết được nó có hiệu quả nhanh, hiệu quả hay không hiệu quả liền đó mà. Rồi. Mình sẽ cố gắng quay cái camera về cái bể bể tép bao. Đổ vào luôn. Rồi, đây. Quay nó về bể tép bao. Rồi. Ui da. Mình thả nó còn một ít ở trong cái ly á, mình quấy cho nó sạch sẽ một tí. Rồi. Ok, mình sẽ nhìn một xíu ở bể tép ong này coi nó ảnh hưởng trực tiếp gì không. Thôi, mình nghĩ là mình nên cũng không thấy có ảnh hưởng gì đâu. Thôi, mình nghĩ mình cứ cả đi ha, tắt đèn đi. Rồi mai tính. Ok, mình sẽ chuyển nó sang bể Sula. Tại vì bể Sula nó gần mình hơn. Mình dễ nhìn hơn. Rồi, mình sẽ quay nó sang bể Sula. Đây. Thì thật ra mình cũng đã từng đổ những cái dược chất kiểu như thế này vào bể nhiều lắm rồi. Thì mình thấy
sau 1 đến 2 tiếng á, nó sẽ hết cái cạnh này đi thôi, hết cái bụi bụi ngoài này nè, và nó hết cái bụi này và nó sạch sẽ lại thôi, cũng nhanh lắm. Tại vì nó easy như là cái chuyện mà bạn cái rêu tảo á, cái rêu tảo trong bụi easy vậy luôn. Thật ra thì mình như mình nói đó, cá nhân mình cũng không quá tin vào cái sản phẩm này, và mình cũng không thấy quá cần thiết để hàng tháng phải sử dụng cái này để làm sạch nước. Thực sự mình quan điểm cá nhân của mình là như vậy, mình không nghĩ không cần thiết, nó chỉ có tác dụng duy nhất ở trong trường hợp mà bất ngờ phòng bạn bị ngộ độc độc tố cái gì đấy. Thì xử lý không kịp, thì bạn đánh cái thuốc này vào và đổ vào để nó xử lý cấp kỳ, hy vọng là cứu được con gì thì cứu á. Thì cái đấy thì mình thấy có hiệu quả thôi, còn lại thì cái chuyện hàng tháng sử dụng để cho nước nó sạch hơn thì mình vẫn cảm giác là không cần thiết. Mình cảm giác như vậy thôi nhé, còn khi mình dùng thì đôi khi nó có thể hiệu quả hơn thì mình không chắc, nhưng mà hiện tại mình vẫn cảm giác như vậy thôi, mình cảm giác là không cần thiết để phải sử dụng hàng tháng. Tại vì như cái bể Sula này của mình thì mình thấy hàng tuần mình thay nước một xíu, à không phải thay nước mà mình thêm nước á, nước bốc hơi mình thay nước một xíu là nó cũng sống khỏe vãi đái rồi. Cũng chẳng thấy có biểu hiện của việc bệnh tật gì. Thế nên đôi khi bạn cho thêm nhiều hóa chất quá vào trong bể của bạn ấy, nó sẽ làm xảy ra một số vấn đề mà bạn không kiểm soát được, nó còn mệt hơn. Thường thì thuốc thang các kiểu người ta chỉ cho vào lúc nó bị bệnh thôi. Hiện tại thì thứ duy nhất mà mình cảm giác có hiệu quả đó là vitamin. Vitamin mà cho một cái liều lượng nó hợp lý và bạn thì mình thấy tép nó khỏe. Cái thì mình công nhận, tại vì mình đã từng dùng hết một lọ vitamin của Du thì mình thấy hiệu quả thực sự. Riêng cái vitamin của Du là mình công nhận là nó có hiệu quả. Mình chưa dùng những cái vitamin khác, nhưng mà mình mới dùng có một loại vitamin Du thôi thì mình thấy có hiệu quả. Thực sự là cái bể mà mình nuôi bằng vitamin Du á thì mình thấy tép nó khỏe hơn so với những cái bể mà mình không dùng vitamin. Mình so sánh hai bể thôi, một bể mình cho vi sinh, một bể mình cho vitamin Du, một bể không cho, thì mình thấy vitamin có hiệu quả rõ rệt. Tép nó khỏe hơn hẳn. Bơi ăn uống các kiểu mẹ hoành tráng lắm luôn á. Còn bể mà không cho thì nó hơi, nó cũng khỏe nhưng mà nó không bù thức ăn vào và chất lượng nước nó cũng không tốt bằng nữa, mình cảm giác như vậy thôi. Nhưng mà cũng không hiểu lắm tại sao vitamin nó lại liên quan tới chất lượng nước, tại vì vitamin thì nó liên quan đến con tép khỏe thôi. Đấy, nhưng mà không biết tại sao những cái bể mà mình cho vitamin thì mình thấy con tép nó khỏe hẳn. Chất lượng nước thì mình nghĩ hai bên chắc cũng na ná nhau cả thôi, tại vì cùng một cái chăm sóc, cùng một cái setup, cơ bản là y xì nhau hết. Chỉ khác cái là một bể mình cho vitamin Du, một bể thì mình không cho thôi. Ngày xưa thôi nhé, còn bây giờ thì mình cũng không có điều kiện để test lại nhiều bể như vậy nữa. Bây giờ mình còn có hai bể à, mà một bể thì ong, một bể thì Sula nữa, thế nên nó cũng hơi hơi khập khiễng để so sánh. Tại vì Sula với ong hai con nó hơi khác nhau, đồng ý nó đều là tép nhưng mà nó hơi khác. Mình sẽ thử ở hai bể để xem tình huống, tại vì có một hồi nãy á, trong cái hướng dẫn sử dụng của hãng á, nó có một cái câu là nó sẽ làm dịch mầm tảo. Dịch mầm tảo là mình chưa hiểu cái mầm tảo ý nghĩa của nó ở đây là tảo hại hay là tảo gì, hay là cái mầm tảo nó đang bơ bơ trong bể, mình không biết được ý nghĩa của cái câu đó nghĩa là gì. Đôi khi nó dịch hết mấy cái mầm này thì lại mệt mỏi ra. Mình lại mất công phải ngồi đánh thì mệt lắm. Nhưng mà cá nhân mình thì mình nghĩ là khó có cái gì để mà nó dịch được mầm tảo lắm. Khó lắm luôn đấy. Nó chỉ làm sạch nước hơn thôi chứ, hoặc là nó ăn một số con thức ăn gì đấy của tảo á, nhưng mà nói chung khó lắm, tại vì rêu tảo là một trong những thứ khó dịch nhất ở trong thủy sinh. Mà nếu mà chỉ cho thuốc vào mà nó dịch hết được rêu tảo mà nó không ảnh hưởng tới cá tép thì anh em chơi thủy sinh, anh em chơi cây đã sướng lắm rồi. Nói chung mình cũng không hình dung ra cái cách nó hoạt động nữa, cho nên mình bắt buộc phải bỏ thử vào thôi, bỏ thử vào và nhìn thôi. Bạn có thể thấy là nó hơi mờ đúng không? Đây nè, để chứng minh cho cái chuyện nó không bị mờ là mình giờ nó sang vị trí khác, bạn thấy không, vị trí khác nó rất là rõ nè, nhưng mà cái bể tép hiện tại đang mờ căm má ơi.
nó cái chuyện cái bánh nước nó bị đục thì không nói nhé, mà nó làm mờ nước luôn, mờ hết để mà quay phim luôn, ghê thiệt. Về cái sản phẩm này thì mình nghĩ là chắc phải mình phải dùng vài tháng. Ừ, mình phải dùng vài tháng. Bây giờ mình cứ theo, mình cứ dùng đúng như công thức của hãng đi ha. Ừ, tức là một tháng dùng một lần. Một lần thì bằng đúng như công thức của hãng á. Như cái bã này của mình thì là một thìa. Một thìa đầy. Ừ, một thìa đầy là hơn 2 ml. Ở trong cái thìa hãng họ tặng á. Ừ, tức là hơn 1 gram một xíu á. Ừ, khoảng 1.2 gram. Một thìa đầy. Đó, 1.2 gram. Cho một bã, cho một tháng. Ok, chờ mình tính tự, mình tính thử nhé. Cái hũ đó 60 gram. Và một tháng bạn xài có 1 gram mà. Thì nếu không có gì quá đặc biệt thì 60 tháng là bạn xài được 60 tháng là 60 tháng là hình như 5 năm á. Ờ, nếu mà không có gì quá đặc biệt là một hũ như vậy. Bạn xài cho một bể tép được khoảng 5 năm á. Ừ. Thì tính ra một ngày bạn tốn có 1 ngàn à. Ờ. Ít. Đâu phải 5 năm nhiều ngày hơn chứ. Không tới 1 ngàn nữa. 365, 350 ngàn thì coi như 365 ngày, một năm thì tốn hết có 1 ngàn. Đây 5 năm có nghĩa là một năm tốn, một năm mà tốn có, bạn xài 5 năm thì một tháng, một ngày mà tốn có 200 đồng thôi. Ừ, rẻ quá thì rẻ thôi đúng không? Đó, tính một hũ thì hơi nặng nhưng mà chia ra thời gian sử dụng thì nó lại rẻ, nhưng mà hãng họ không có ghi là cái bột đó xài được trong bao nhiêu lâu á. Mình thì thường mình chỉ thấy một sản phẩm trung bình chỉ được 3 năm sử dụng thôi. Ừ, khoảng 3 năm kể từ ngày sản xuất. Ừ, còn quá cái thời gian 3 năm ở đây thường mình thấy hạn hạn hiếm hạn nào dám để lắm, nhưng mà cái lọ đó thì mình lại không thấy họ họ ghi thời gian sử dụng, thế nên mình cũng chịu nhé. À, cái bể solar này thì cực kỳ nhiều tép con, tép bố tép mẹ cũng cực nhiều luôn. Ừ, à, hiện tại ở cái bể solar này thì mình có thể nói là tình trạng rất là tốt, tại vì mấy con bọ nước á, dịch hôm bữa bỏ cái Z1 vào nó vừa sạch mấy con bọ nước, ý mấy con mấy con ấu trùng, mấy con gọi là gì ta, thủy tức. Ừ, mấy con thủy tức trắng trắng bám kính là đã bị dịch hết rồi. Bạn hôm nay xanh lè mà thấy không, còn một cái con trắng nào hết, thấy không? Bạn này nếu mà có chê cái gì á thì mình nghĩ mình chỉ có thể che được chuyện là nó đang có rêu tóc thôi. Ừ, mấy cọng rêu tóc á, nếu mà nó hết rêu tóc mà nó chỉ còn tảo bay bay thì đẹp. Ừ, nếu mà dịch bã này không có rêu tóc mà có chỉ có tảo không thì đẹp. Ừ, nhưng mà nó vừa có rêu tóc, vừa lên tảo bám kính, vừa lên tảo bám đá, nhưng mà cũng vừa lên rêu tóc nữa, cho nên nó đôi khi nó hơi mất thẩm mỹ xíu. Ừ, đó. Bể này nếu mà cái bể solar này nếu mà có chê cái gì mình chỉ chê mỗi cái chuyện nó có rêu tóc thôi. Ừ, còn lại thì mình không chê cái gì ở cái bể này hết. Mình thôi, cái bể solar này hiện tại mình đang thấy rất là ổn. Ừ, tép con vô cùng nhiều luôn. Mỗi sáng ra mình thấy khoảng chừng 10 đến 15 con tép con nó ra cái mang. Còn những cái con mà nó chui ở góc khác thì mình không nói nhé. Mình chỉ nói những con mà mình thấy thôi đó. Mà bạn hình dung thì bạn nuôi solar mà bạn thấy được 10 con ở ngoài, có nghĩa là nó ở trong nó còn nhiều lắm á. Ừ. Tại sơ sơ mình thấy có đâu hình như 4-5 con mang bầu mà. 4-5 con mang bầu ở trong cái bể tép solar này nè. Một con trung bình nó phải đẻ được 10 con á. Thì nếu mà không có gì quá đặc biệt thì mình nghĩ là có thể có 30 cho tới 50 con tép con. Nếu mà tỷ lệ sống tốt á. Mình tính một con tép mẹ thì đẻ được 10 con tép con thôi. Ừ. Thì 4 con tép mẹ thì mình nghĩ chắc được 40 50 con tép con. Nếu mà tỷ lệ sống tốt, nhưng mà mình cũng không biết được cái tỷ lệ sống bao nhiêu nữa. Ừ. Tại vì solar nó hơi lạ ở chỗ là chờ tí, mình thấy một con muỗi nó cứ bay qua bay lại nãy giờ. Ừ. Solar thì nó trốn như hơi kỹ, thế nên mình hơi khó để nhìn cái tỷ lệ tép con á. Ừ. Hơi khó để nhìn tỷ lệ mà con tép con nó như thế nào ở cái bể solar, thực sự khó, tại vì tép con nó phải hôm nào mà nó khỏe, cực khỏe và nó dạn, cực dạn á, thì nó mới ra ngoài. Nó chui mấy cục đá nên là cái măng nè. Đó.
cho nên khó nhìn lắm. Thỉnh thoảng mình nhìn thì mình thấy được hơn chục con, cái con nhỏ nhỏ xíu chui ra thôi, còn lại thì cũng không nhìn thấy nhiều lắm. Nãy giờ mình nói cũng gần 10 phút, 20, 10 phút, 15 phút rồi mà mình vẫn thấy bạn nó đang cân nhắc. Tức là mình sẽ thử vài ngày nữa, mình xem cái nước nó có trong hơn không. Tại vì cái chai nước này hãng họ quảng cáo là trong hơn, thì mình muốn thử xem nó trong hơn là trong hơn kiểu gì. Nó nói là sạch hơn thì mình dễ hiểu. Tại vì nước không còn vi khuẩn, nước hết độc tố thì về mặt lý thuyết nó sẽ sạch hơn thì dễ hiểu. Nhưng mà cái khoản mà nó kêu là nước trong hơn mà bạn thấy rõ luôn đó, nó kêu là trong như phân lê luôn đó, thì mình hơi hơi khó hiểu cái vụ trong. Tại vì mình thấy rất ít hãng nào họ quảng cáo là nước trong, phần lớn họ đều quảng cáo là nước sạch thôi, thế nên mình cũng hơi khó hiểu cái câu nước trong của họ. Mà cái câu đấy thì mình cũng phải chờ thôi, vài ngày nữa mình sẽ, vài ngày hoặc một tuần gì đấy. Nói chung là trong thời gian tới. Hôm nay thì mình sẽ quay cái clip này là clip giới thiệu sản phẩm, test thử nghiệm đổ vào bã. Cách hướng dẫn sử dụng đổ vào bã như thế nào, ví dụ như cách quấy, cách các thứ đổ vào bã. Còn hiệu quả thế nào thì nói chung thì mình nghĩ là hiệu quả thôi, tại vì rất nhiều người cũng dùng rồi và họ thấy cũng tốt cả mà. Và như mình nói đấy, cả cả trong trường hợp nó không hiệu quả thì nó cũng không ảnh hưởng gì tới bài test của bạn cả, cùng lắm thì bạn chỉ tốn tiền thôi. Ít nhất nó cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng mà mình nghĩ là những người mà họ chơi nhiều, chơi lâu như anh Tiến á, ở bên Sài Gòn Gym á, mà anh ấy cũng phải nói sản phẩm này tốt, thì mình nghĩ chắc là nó phải tốt lắm thì anh mới dùng. Tại vì những người như thế thì họ dùng toàn ra vài chục bã của họ, tức là những cái chế phẩm mà họ thấy không tốt, không đảm bảo là không bao giờ họ dám dùng hết á. Tại vì một con tép của họ nhiều khi cả vài trăm ngàn cho tới vài triệu mà. Đó, nó mắc hơn cái hộp thuốc nhiều, nhiều lắm. Thế nên không ai dám xài sản phẩm cùi đâu. Mình nghĩ là anh đã kêu tốt thì chắc là nó tốt thật. Ở bên bể tép ong thì mình thấy nó đang cũng na ná giống như bể tép Sula đục ngầu. Thôi mình nghĩ chắc cái đoạn đục ngầu này thì nó phải vài tiếng lận, cho nên chắc cũng không có gì để quay đâu. Tắt đèn đi ngủ đi, rồi vài hôm sau coi lại xem thế nào. Rồi. Ok, mình sẽ thử dùng khoảng một thời gian, nếu mà mình thấy nó tốt á thì mình sẽ recommend anh em sử dụng. Nhưng mà thật ra kể cả nó có không tốt ở cái thời điểm này thì mình cũng nghĩ anh em nên có. Tại vì cái công dụng lớn nhất của nó mà mình nghĩ mọi người cần dùng á là để khử độc. Khử độc cấp kỳ. Kiểu trong trường hợp bạn thấy nước độc tố á, hàng tháng bạn dùng thì an tâm rồi nha, không nói nhé. Nhưng mà kiểu đùng cái nhà có thuốc trừ sâu, thuốc dịch muỗi á, hay là nhang dịch muỗi hay gì đó. Hay là vì ra giờ đấy bạn bỏ tay vào bể hay cái gì đó, nói chung là nhiều nguyên nhân bạn cảm giác được là bể bạn có độc tố, thì bạn tấp vô gấp đôi liều lượng mà hãng họ nói để khử độc cấp kỳ luôn. Để cứu được tép của bạn. Mình nghĩ cái quan trọng nhất của nó là cái đấy thôi, chứ không phải là ổn định nước hay làm sạch nước hay cái gì. Tại vì những cái thứ mà làm sạch nước hay không cái gì thì nó liên quan tới chuyện bạn cho ăn rồi bạn thay nước rồi các thứ đó. Hay là vi sinh của bạn ổn định chưa. Những cái thứ đấy thì mình nghĩ ông nào chơi tép thì họ cũng sẽ làm tốt cả rồi thì nó mới tốt được. Chứ một cái chai nước không mà nó làm nước tốt hơn hẳn thì cũng khó lắm. Nếu mà nó thần kỳ như vậy thì ai cũng đã dùng hết rồi. Mình hiểu đơn giản theo hướng bình thường thôi, như vậy thì là nó như vậy đó. Còn nói chung thì mình cũng để sẵn một lọ trong tủ. Trong trường hợp cần xử lý cái gì thì có thuốc để xử lý. Cũng như vậy thôi, chứ cũng không có quá mạnh mà gì lắm. Thực ra thì cái bể Sula này cũng tốt lắm rồi. Bể tép ong của mình thì thật ra cũng tốt, nó chỉ bị tình trạng là bỏ nước nhiều quá, mình đang dần dần thôi. Còn lại thì mình thấy nó cũng chẳng có gì
đáng để bàn hết á. Ừ rồi, ok, clip hơi dài mình không biết có ai coi hết được 45 phút này không nữa. Ok, bye bye, see you later.